Bạn từng học tiếng qua phim nhưng lại bị cuốn theo phim mà quên mất nhiệm vụ học tiếng Anh. Video này sẽ giúp bạn biết cách học tiếng qua phim hiệu quả với eJoy, YouTube và Netflix. 4 bước học siêu đơn giản gồm có: chọn phim, xem phim, luyện nghe nói với đoạn phim yêu thích và ôn tập từ vựng. Lưu ý là bạn cần có laptop và cài sẵn ứng dụng eJoy trên Chrome để thực hành học theo cách này nhé. Giờ thì cùng xem chi tiết từng bước học. Bước 1, chọn phim theo hai tiêu chí: phim bạn yêu thích và phim có phụ đề song ngữ. Bạn có thể tham khảo một số trang phim có song ngữ như Netflix, Film Learning, YouTube, nhưng bạn cần cài eJoy để xem được chế độ song ngữ. Bước 2, tận hưởng bộ phim. Hãy dùng eJoy để tra từ, tra câu để hiểu nội dung phim. Đừng quên lưu những từ hay cụm từ quan trọng và số từ của eJoy để ôn lại. Bước 3, luyện nghe, nói chủ động với các cảnh phim bạn yêu thích. Hãy chọn những cảnh phim không dài quá 3 phút để tăng khả năng tập trung và dễ dàng luyện tập. Thực hành nghe và nói nhại theo sau mỗi lời thoại cho tới khi bạn nhuần nhuyễn, không cần phải nhìn vào phụ đề nữa. Ngoài ra, bạn có thể kết nối các video YouTube về website eJoyGo để luyện nghe chép chính tả và luyện phát âm. Let me get you some coffee, thanks. Bước 4, ôn lại từ vựng hàng ngày. Hãy vào game center trên laptop hoặc trên điện thoại để chơi game và ôn tập những từ bạn đã lưu. Beer. Học với phim bạn sẽ thấy học mà không thấy chán, học nhiều giờ mà không thấy ngán, nghe giọng chuẩn từ đó nói được chuẩn. Học từ vựng trong ngữ cảnh đã biết cách sử dụng từ tự nhiên như người bản xứ. Hơn 400.000 user đang học tiếng theo cách này, còn bạn thì sao? Nếu bạn chưa có eJoy, hãy tải eJoy về và luyện tập ngay nhé!